Chào quý cô chú anh chị, thì em rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị ở clip trước ạ. Thì hôm nay em lại về một lô mỹ cam và để phục vụ Tết cho quý cô chú anh chị luôn nha. Bây giờ để em bắt đầu vào cây số 1 ạ. Rồi cây số 1 là cây mỹ cam đỏ đỏ ạ. Cuốn đỏ chứ, em xin lỗi, cây mỹ cam cuốn đỏ nha. Bông rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Rồi cái này về mình chơi Tết luôn ha. Em xin đo tổng chiều cao ạ. Cao là 87. Ngang là 75. Thấp hơn là 28. Mà mình tính ở trên đây là 39 ạ. Hoành là 8. Rồi, cây mỹ cam mã số 1. Em giao lưu với giá là 500k ạ. Rồi tiếp theo là cây mỹ cam mã số 2 ạ. Cây này tuy nó hơi thấp nhưng mà nó rất là có duyên nha quý vị chú anh chị. Cái này mình về với cô chú anh chị mình vẽ cái tán nó ra rất là đẹp nha. Vô dây lại cái này đẹp lắm, quá trời bông luôn mà nha cô quý cô chú, bông rất là nhiều ạ. Cao là 65. Chơi Tết luôn nha, bông rất là đẹp luôn. Rồi cây mỹ cam mã số 3 em giao lưu với giá là 500 luôn ạ.
Hoành là 8. Cây mã số 5 giao lưu với giá là 500 luôn. Hoành ngay vị trí này là 7. Rồi ôm đủ nè. Chưa kết vậy, cứ chú chị mà chưa kết luôn nha. Rồi cây mã số 6 giao luôn giá là 500 luôn. Bao ship còn quốc ạ. Là 14 nha. Rồi hoành cũ ạ. Quá trời cũ như cục sứ luôn. Cây này đế khỏi chê. Cũ là 31. Cũ đặc. Cây này đẹp. Cây mã số 7 em giao lưu với giá là 1.700.000 ạ. Vậy mình chốt một cặp trở lên thì em giảm cái tiền phí ship trừ vào cái tiền cây cho mình ạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 8 ạ. Cũng là một cây đỏ nhung luôn ạ. Rồi cao tầm 1,5 m à. Đáng ngang là 120. Thoát thân là 72. Hoành là 12. Thân lắc lượng nó một chút, thân nó cong nhưng mà nó cong rất là khéo nha, rất là đẹp. Nó có cái đọt chủ luôn nha quý cô chú ơi. Đây nè, này mình dựng lên cũng được, mà mình muốn chơi lắc lượng mình bẻ nó cong cũng được nha. Rồi cây mã số 8 và cây mã số 7 là một cặp ạ. Quý cô chú anh chị mình chốt một cặp thì em trừ cái tiền phí ship thẳng vào tiền cây cho mình. Rồi cây mã số 8 em giao lưu với giá là 1.600.000 ạ.
cùng là một cặp đỏ nhung lá bóng nha quý cô chú anh chị. Đây là cái số 1 và đây là cái số 2 nha. Giống nhau là 10-10 luôn ạ. Hoành tại vị trí này là 11 rưỡi 12 ha. Rồi cái cũ à, cái cũ là 36 ha quý cô chú anh chị. Đây cái cũ đế này à, cũ đế đều ha quý cô chú, cũ đế đều. Rất là dài nha quý cô chú anh chị ha. Có đọt chủ luôn nha, những cái này em lựa toàn những cái có đọt chủ đó ha. Rồi cụ đế nè. Cụ đế rất là đẹp. Cái này là quá chuẩn. Rồi cây đỏ nhung. Cặp đỏ nhung số 1. Cây đỏ nhung số 1 cặp cuối cùng à. Giá là 1.500.000 à. Rồi là cây đỏ nhung cuối cùng mà của cặp cuối cùng luôn nha. Rồi cao cũng tầm 130 à, 30 đến 135. Rồi thoát thân là 44 43 44. Hoành tại vị trí đó là 12 à. Nở đế nha quý cô chú anh chị. Nguyên cái cũ à, cũ là 43. Rồi cặp đỏ nhung cuối cùng, cây cuối cùng luôn. Em xin giao lưu với giá là 1.500.000 à. Gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và ủng hộ tiếp tục cho bên em ạ. Và khi mà quý cô chú anh chị mình mua chốt từ 2 cây trở lên thì em sẽ trừ thẳng tiền cước phí thẳng vào tiền cây cho mình và gửi lời tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn nha. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở một clip mới ạ.